50 000 đồng một dĩa hướng dương, 50.000 đồng một cốc trà chanh trên cầu Long Biên. Cầu Long Biên từ 20 giờ tối đến 2 đến 3 giờ sáng mỗi ngày, lòng đường nhiễm nhiên thành nơi để xe và vỉa hè thành những quán nước nối tiếp nhau, chuyện chẳng còn lạ, nhưng nếu ai chót xa vào quán nước nào đó bất kỳ trên cầu thì vẫn phải giật mình bởi trà chanh, nước xấu, nước me hay thậm chí cả chiêu ngồi cũng đồng giá là 50.000 đồng. Nếu ai không hỏi giá trước thì sẽ trở thành con mồi cho những quán nước siêu lợi nhuận này. Trên cầu Long Biên, trà chanh, nước xấu, nước me hay thậm chí cả chiếu ngồi cũng đồng giá là 50.000 đồng, đặc biệt một dĩa hướng dương giá 250.000 đồng. Khi khách bảo mắc quá thì những người chủ này nhanh chóng đổi giọng. Giá này là giá chung của cầu, cô nói trước với cháu là cô đảm bảo với cháu qua đầu này hay đầu kia cũng không qua được cầu kể cả công an có đến đây khách hàng và người qua cầu đều bức xúc giá cả và sự lộn xộn trên cầu thế nhưng lực lượng bảo vệ cầu chỉ như những người đi dạo mát ngang qua những quán nước vì họ cho rằng họ không có đủ thẩm quyền thu giữ và xử phạt theo đại diện ủy ban nhân dân quận long biên chỉ có công ty quản lý đường sắt hải hà thuộc công ty đường sắt việt nam mới đủ thẩm quyền để xử lý sự việc trên trong khi hàng triệu đồng vẫn tối tối chảy vào túi những chủ quán nước buổi tối là vậy vào giờ tăng tầm buổi chiều cầu long biên cũng xuất hiện những khu chợ tự phát bày bán các loại thực phẩm ngay trên cầu gây cản trở giao thông được biết cầu long biên hiện đang được đại tu với quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhưng hình ảnh của cầu khó có thể cải thiện nếu tình trạng lộn xộn mỗi tối còn xảy ra